là lúc đấy xong rồi mà họ phải tỉnh dậy là mình về nghiêm túc của cậu ạ. Đúng rồi. Coi xem trong phim thì hoàn thành thì phải người ta phải hô to khẩu hiệu giám đốc đến, giám đốc đến. Cái gì tại sao, cái gì ở đâu, tại sao phải làm, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, làm như thế nào, ai làm ai, kiểm tra ai chịu trách nhiệm, tại sao cũng không hiểu. Đấy là lúc nào nguyên tắc làm việc của mẹ cũng đấy là những nguyên tắc làm việc của mẹ. Con đọc lại đi. Cái gì ở đâu, tại sao phải làm, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, làm như thế nào, ai làm ai kiểm tra ai chịu trách nhiệm. Nếu mẹ trước khi đây, mà làm giám đốc bất kỳ một việc gì con cũng phải giải mẹ, mẹ, cái, giải quyết con phải trả lời cái câu cái gối giống hết ở nhà bác Thắng ạ. Ừ, mẹ tặng anh Nam đấy. Đây là gối mẹ đã tặng anh Nam. Mẹ kéo rèm ra cho con rộng vã. Câu của giám đốc thật là cao. Ủa? Con không để chỗ bác Nhung làm. Không biết anh Hải được đến chỗ.